Cô Trang xin được chào tất cả các bạn. Rất vui vì ngày hôm nay cô Trang lại có cơ hội được học lời Chúa với tất cả các bạn. Và suốt 6 tháng vừa qua chúng ta đã được học loạt bài về nhiều nhân vật trong Kinh Thánh nè. Và mình đã học xong loạt bài về trường Chủ nhật Thượng Bán Niên. Sắp tới khi tình hình dịch bệnh được ổn định hơn, chúng ta có cơ hội được đến với nhà của Chúa thì các con sẽ được thi trường Chủ nhật Thượng Bán Niên 6 tháng đầu năm. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ học bài đầu tiên trong 6 tháng cuối năm Hạ Bán Niên. Và trước khi bắt đầu thì giờ trường Chủ nhật ngày hôm nay, các bạn cùng đến với cô Trang trong sự cầu nguyện. Các bạn cùng hiệp ý với cô Trang. Kính lạy Chúa là Cha yêu thương nhân từ của chúng con. Chúng con nhân lời cảm tạ Chúa thật nhiều vì trong tình yêu thương của Ngài, chúng con được làm con cái yêu dấu của Ngài. Cảm tạ Chúa thật nhiều vì dù tình hình dịch bệnh có đang diễn biến phức tạp, nhưng chúng con vẫn có lời của Chúa. Chúng con vẫn có cơ hội được học lời Chúa trực tuyến với nhau. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng trên hết thảy chúng con, Ngài ở cùng cho tình hình dịch bệnh được lui đi, để rồi chúng con sớm được quay trở lại đến đền thánh của Ngài, được nhóm lại và thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Buổi sáng ngày hôm nay, chúng con tiếp tục học chuyện Chúa Nhật trong loạt bài 6 tháng cuối năm. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng trên hết thảy các em, có được sự khôn ngoan để các em có thể học, hiểu và ghi nhớ lời của Ngài và áp dụng lời của Ngài trong cuộc sống. Xin Chúa Ngài ở cùng bổ sức cho trên hết thảy các em và cũng như chúng con có sức khỏe để rồi chúng con tiếp tục sống và bày tỏ danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Nguyện xin Chúa ngài ngự giữa thì giờ học trường Chủ nhật của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi là ai? Các bạn có biết tôi là ai không? Đây là nơi tôi sống, làng Bethsaida, gần biển hồ Galilee. Đây là nghề của tôi, một ngư phủ đánh bắt cá. Tôi được em trai mình là anh Rê đã giới thiệu về Chúa Giêsu và dẫn tôi đến gặp Ngài. Tôi đã nhận biết Đấng Messi chính là cứu Chúa Giêsu và tôi quyết định bỏ tất cả và theo Ngài, trở thành môn đồ của Ngài. Vậy tôi là ai? Tôi là Simon, còn gọi là Phi-e-rơ. Quyết định theo Chúa của tôi đã làm thay đổi cả cuộc đời của mình, từ ngư phủ bình thường trở nên một môn đồ của Ngài, được dự phần trong chương trình của Chúa, nhận trách nhiệm truyền rao sự cứu rỗi của Ngài cho mọi người. Các bạn có biết môn đồ có nghĩa là gì không? Là học trò, là người đi theo Chúa, học biết về Ngài. Vậy thầy của tôi là ai? Là chính Chúa Giêsu. Nhưng trước khi bắt tay vào công tác tay đánh lưới người, bước đầu tiên là tôi phải học lời Chúa và học về cách Chúa làm. Các môn đồ của Chúa Giêsu, trong đó có tôi, hằng ngày chúng tôi đồng đi với Ngài, được nghe Chúa giảng dạy, được thấy quyền năng, những phép lạ Chúa đã làm. Và trên hết, tôi thấy sự yêu thương Chúa dành cho mọi người và cho chính tôi. Và đó là bài học mà tôi muốn kể cho các bạn. Bài học về sự yêu thương mà tôi đã học từ nơi Chúa Giêsu, nó có thể là bài học quý báu nhất của tôi. Một hôm, sau khi nhóm thờ phượng trong nhà hội kết thúc, thì Chúa được người nhà của tôi cho hay về mẹ vợ của tôi đang bị đau rát rất nặng và nằm trên giường. Và đó cũng là nỗi lo lắng và ưu phiền của tôi. Nhưng Chúa Giêsu lại hỏi thăm, quan tâm tôi và Ngài viếng thăm nhà của tôi. Dường như Chúa biết hết những điều tôi đang phiền muộn. Khi đến nhà tôi, Chúa thấy mẹ vợ tôi đang nằm trên giường. Bệnh đau rát ấy khiến bà dường như bất tỉnh, bà mất hết sức lực. Trông bà thật tiều tụy, nhìn bà tôi thấy xót lắm. Lúc đó dường như tôi cũng cảm nhận được sự đau xót, sự yêu thương trong ánh mắt của Ngài. Và Chúa Giêsu ân cần lại gần chỗ mẹ vợ của tôi, nắm lấy tay bà. Điều gì xảy ra cho mẹ vợ tôi các bạn biết không?
Ngay tức khắc, bệnh mẹ vợ tôi được chữa lành, bà khỏe mạnh, đứng dậy và bà đi làm bữa ăn trưa phục vụ Chúa Giêsu và cho khách đến nhà. Thật là tuyệt vời và lạ lùng phải không các bạn? Chúa Giêsu đã dùng bàn tay quyền năng của Ngài và tình yêu Ngài dành cho bà gia của tôi. Bà hết sốt, bà khỏe mạnh, bà được Chúa quan tâm và yêu thương. Tôi thật là phước hạnh khi thấy sự yêu thương của Ngài dành cho gia đình của tôi. Và tiếp tục hành trình giảng dạy của Chúa Giêsu, tôi cùng các môn đồ khác theo Chúa đi từ làng này đến làng kia để nghe Chúa giảng dạy về nước Đức Chúa Trời, về thiên đàng, về những việc làm đẹp ý Chúa. Trong lúc Chúa Giêsu giảng dạy, thì với tôi, điều quan trọng là tôi luôn chăm chú lắng nghe và ghi nhớ lời Chúa dạy để có thể giải thích cho mọi người khi họ muốn nghe lời của Chúa. Nhiều khi tôi đi suốt quãng đường dài, nghe Chúa giảng cả ngày, có thể lắm trong thân xác tôi và những người khác cũng có chút mỏi mệt. Nhưng khi ấy, tôi nhìn lên Chúa Giêsu, các bạn có biết tôi thấy được điều gì từ nơi Chúa không? Đó là tôi thấy sự yêu thương Chúa dành cho đoàn dân đông. Ngài quên đi sự mệt mỏi vì Ngài yêu đoàn dân, vì họ như chiên không có người chăn, vì tấm lòng khao khát của họ luôn muốn lắng nghe lời của Chúa. Bởi chính Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, nên lời dạy của Chúa thật có năng quyền. Lời dạy của Chúa đem đến cho đoàn dân đông nhiều phước hạnh, nhiều sự tươi mới luôn. Kết thúc một ngày dài, tôi cùng các môn đồ và Chúa Giêsu nghỉ ngơi, thì bỗng bên ngoài cửa có nhiều người. Họ nghe về Chúa Giêsu nên họ cũng dẫn những con trẻ đến để được Ngài rờ chúng, trò chuyện và cầu nguyện cho chúng. Nhưng các bạn có biết lúc đó tôi cùng các môn đồ nghĩ gì và làm gì không? Chúng tôi thấy Chúa đã giảng dạy một ngày dài và đã mỏi mệt. Bây giờ những đứa trẻ này lại đến quấy rầy Chúa nữa, nên chúng tôi đã ngăn trở họ và cho họ về vì chúng tôi muốn Chúa được nghỉ ngơi, không muốn họ quấy rầy. Nhưng bỗng đằng sau tôi, tiếng Chúa Giêsu cất lên. Và các bạn biết Ngài nói gì với chúng tôi không? Ngài giận và quở trách chúng tôi tại sao lại ngăn cấm những đứa trẻ ấy đến với Ngài. Và rồi Chúa Giêsu lại gần và cùng trò chuyện với các em nhỏ. Ngài lại còn bồng ẵm những đứa trẻ ấy và đặt tay chúc phước cho. Và một lần nữa, tôi lại thấy tình yêu từ nơi Chúa Giêsu. Đó là sự yêu thương Chúa dành cho trẻ nhỏ. Và một hôm nọ, có người cai quản nhà hội tên là Giai-ru. Tôi thấy ông len vào đám đông tìm Chúa Giêsu với sự khẩn thiết, trông có việc gì rất là cấp bách. Ông Giai-ru ấy lại gần Chúa Giêsu để xin Ngài chữa cho con gái ông vì đứa con gái 12 tuổi bị bệnh sắp chết. Chúa Giêsu thấy tình yêu và đức tin của người cha dành cho đứa con của mình. Ngài đã đồng ý đi cùng ông Giai-ru đến nhà của ông chữa bệnh cho con gái ông. Đang khi chúng tôi đi thì đoàn dân đông cũng chen lấn đi theo. Bỗng có người đầy tớ của ông Giai-ru đến báo rằng con gái ông đã chết rồi, đừng làm phiền Chúa Giêsu nữa. Thật đứa trẻ ấy đã chết rồi sao? Tôi nhìn trong ánh mắt của người cha ấy dường như là sự tuyệt vọng, sự đau buồn lộ rõ trên gương mặt ấy. Nếu tôi là ông ấy, chắc chắn tôi cũng khó chấp nhận được và sẽ tuyệt vọng lắm. Nhưng dường như Chúa Giêsu biết cảm nhận của ông Giai-ru lúc này. Ngài đến quan tâm và an ủi ông Giai-ru. Chúa Giêsu đã nói gì với ông Giai-ru, các bạn có biết không? Ngài phán, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Chỉ tin mà thôi, bởi đức tin không có sự sợ hãi và nghi ngờ. Một câu an ủi, quan tâm của Chúa dành cho người cha đang tuyệt vọng, dường như đã lấy lại tinh thần. Ông Giai-ru cùng Chúa Giêsu và chúng tôi tiếp tục đi đến nhà của ông. Khi đến nơi, chúng tôi thấy cả nhà ông Giai-ru và những người thân đều khóc lóc,
Họ đau buồn khóc thương cho đứa trẻ. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ, đứa trẻ chỉ ngủ. Và Chúa Giêsu liền bảo mọi người đứng bên ngoài, chỉ có Chúa, tôi cùng hai môn đồ khác và ông bà Gia-ru ở bên trong với đứa bé. Và rồi Chúa Giêsu lại gần và nắm tay bé gái. Ngài phán, hỡi con, hãy chờ dậy. Điều gì xảy ra cho đứa bé đây? Đứa bé thật sống lại chứ? Ngay lập tức, đứa bé đã thức dậy như cách mà Ngài nói. Đứa bé chỉ ngủ thôi. Bé gái chờ dậy và bước đi một cách khỏe khoắn, vui cười cùng gia đình của mình. Lúc này sự tuyệt vọng nơi người cha, ông Gia-ru đã không còn nữa, mà là sự vui mừng biết ơn Chúa. Ngài thật là con Đức Chúa Trời phải không các bạn? Quyền năng của Ngài không chỉ chữa lành bệnh cho mẹ vợ tôi, ấy còn là cứu sống bé gái từ kẻ chết sống lại. Ngài thật là yêu thương những kẻ trong hoàn cảnh tuyệt vọng giống như ông Gia-ru phải không các bạn? Thật quý báu khi tôi luôn cảm nhận được tình yêu của Ngài. Và rồi một buổi tối, sau khi một ngày đường đi dài, tuy người lấm lem, bụi bẩn, thấm chút mệt mỏi, nhưng chúng tôi cùng bắt tay nhau, chuẩn bị buổi ăn tối. Chúng tôi cùng các môn đồ, ăn tối cùng Chúa Giêsu. Nhưng đương khi ăn tối, bỗng tôi thấy Chúa Giêsu đứng dậy. Ngài cởi áo khoác ra, lấy khăn, vấn ngang lưng mình. Ngài đổ nước vào chậu và bắt đầu. Ngài đến cùng chúng tôi, những môn đồ của Ngài, và Ngài rửa chân cho chúng tôi và lấy khăn đã vấn mà lau nữa. Căn phòng trở nên không tiếng động. Mọi ánh mắt đều nhìn theo từng chuyển động của Chúa Giêsu. Mỗi môn đồ chúng tôi không biết làm gì, chỉ biết nhìn cử động của Chúa, nâng bình nước, đổ nước vào chậu và rửa chân cho. Các bạn ơi, tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy? Có lẽ không ai muốn rửa chân cho người khác, bởi vì đó là công việc của người hầu. Nhưng Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa của chúng tôi. Ấy cớ sao Ngài lại rửa chân cho chúng tôi chứ? Lẽ ra chúng tôi phải là người rửa chân cho Chúa, đúng không? Và đến lượt tôi liền hỏi Chúa, Chúa ơi, chính Chúa là rửa chân cho con sao? Nhưng Chúa Giêsu ân cần trả lời tôi rằng, nếu con không để ta rửa chân cho, thì con không có phần gì với ta hết. Có thể hiện nay con không biết việc ta làm, nhưng về sau con sẽ biết. Dường như chính lúc ấy, tôi cảm nhận được sâu sắc tình yêu Chúa dành cho các môn đồ. Và thật, Ngài yêu chính tôi các bạn. Sau khi rửa chân cho chúng tôi xong, Chúa mặc áo khoác và ngồi xuống cùng trò chuyện với chúng tôi. Ngài phán, ta là Chúa là Thầy của các ngươi mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân cho lẫn nhau, như ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm. Ấy là điều Chúa dạy cho chúng tôi các bạn. Ngài đã làm gương cho chúng tôi về sự yêu thương, phục vụ, và Chúa muốn chúng tôi sẽ thực hành nếp sống yêu thương ấy, như Ngài đã phán với chúng tôi. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Tôi, Phi-e-rơ, đã học bài học về sự yêu thương từ nơi Chúa Giê-xu. Tình yêu Chúa dành cho gia đình tôi, tình yêu Chúa dành cho đoàn dân, tình yêu Chúa dành cho trẻ nhỏ, tình yêu Chúa dành cho người tuyệt vọng, và tình yêu Chúa dành cho chính tôi. Chúa muốn tôi thực hành tình yêu thương ấy cho người khác. Tôi sẽ làm theo lời Chúa dạy. Tôi sẽ yêu thương người khác như cách Chúa yêu tôi. Bởi cớ ấy, khi người khác nhìn vào tôi, sẽ biết tôi là môn đồ của Ngài, sẽ biết đến danh của Ngài và tin nhận Ngài. Sự yêu thương là bài học mà tôi, Phi-e-rơ, đã học từ nơi Chúa. Vậy còn các bạn, Chúa cũng muốn các bạn học được bài học về sự yêu thương giống như tôi vậy. Chúa đã yêu tôi và Chúa cũng yêu các bạn. Bạn nhận biết tình yêu Chúa dành cho bạn như thế nào? Ngài vẫn luôn chăm sóc, gìn giữ bạn. Ngài vẫn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Và hơn hết,
Ngài đã chịu chết trên thập tự giá vì bạn. Bạn có quyết định gì? Bạn sẽ yêu thương người khác như Chúa yêu bạn không? Và tình yêu thương ấy vẫn cứ tiếp diễn qua đời sống của bạn mỗi ngày chứ? Bạn sẽ thực hiện nếp sống yêu thương như thế nào? Bạn không thù ghét, không gây gổ nhau. Bạn hết lòng giúp đỡ lẫn nhau, vui lòng làm việc nhà cho cha mẹ. Bạn quan tâm, em út chia sẻ đồ chơi của mình. Và hơn hết, bạn nói về Chúa cho người khác biết tình yêu của Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp các bạn luôn thực hiện nếp sống yêu thương mỗi ngày theo lời Chúa dạy qua câu Kinh Thánh ghi nhớ ngày hôm nay trong Giăng đoạn 15 câu 12. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Khi các bạn hiểu được tình yêu Chúa dành cho các bạn, thì các bạn sẽ yêu người khác như cách Chúa yêu các bạn. Và đó là bài học của tôi, Pierre, bài học về sự yêu thương. Ước ao rằng bạn sẽ giống như tôi, kinh nghiệm được tình yêu của Chúa và thực hành bài học ấy, thực hành nếp sống yêu thương với người xung quanh của mình. Xin chào tất cả các bạn, kính chúc các bạn một tuần mới tràn đầy ơn phước của Chúa.